Tôi nói đặt giả dụ như là trại gà của chúng ta, tôi nói ví như là cái cây này. Tôi hỏi cậu, thế bây giờ tôi là cái đoạn nào của cái cây này? Dạ, giám đốc thì chắc là gốc rễ rồi. Đúng rồi, giám đốc là gốc rễ, là tôi nhá, tôi ngồi đây, đúng không? Thế bây giờ trên thân cây này là các phó giám đốc, đúng không? Các trưởng phó phòng là các cành lớn này, đấy, trưởng phó phòng. Các cành nhỏ ở đây, đấy, là các cán bộ công tác lâu năm có thâm niên. Nhân viên mới như cậu thì là ở đâu? Dạ, tụi em thì chắc là lá rồi. Rất chính xác, rất chính xác. Cậu là lá cây. Đấy, lá cây đấy không? Thế bây giờ đặt giả thiết muốn chăm bón đến cây này thì người ta phải làm gì? Thì họ mang nước đến tưới vào gốc cây. Đúng rồi, mang nước đến tưới, mà nói giả dụ như cái việc cái tiền thưởng như là mình lấy nước mình tưới vào cây. Thế thì mình tưới vào rễ. Đây, tưới vào rễ đây. Đấy nhá, đúng không? Nước tưới vào rễ, tiền thưởng tưới vào đây. Thì vào đây thì tôi sẽ hút toàn bộ cái nước này. Tôi chuyển lên cho các giám đốc, phó giám đốc, đúng không? Phó giám đốc lại chuyển lên các cành lớn. Đấy, chuyển lên các cành lớn. Cành lớn lại chuyển lên các cán bộ lâu năm thành nhỏ. Thế mà cái lá này nhá, bây giờ cái lá này mà muốn tươi người ta chỉ chạy vẩy vài giọt nước mà thôi. Chứ bây giờ mà nếu mà vẩy toàn bộ vào nó úng thì chết bố lá rồi. Đúng không? Anh nói chí lý lắm ạ. Đúng rồi. Em không dám bì tị với mấy trưởng phó phòng, các phó giám đốc. Rồi. Thế nhưng mà em đơn cử anh Lâm. Lâm. Anh cũng là lá như em, nhân viên đấy. Tại sao mà anh được thưởng mấy triệu trong khi em được thưởng 100.000? Anh Lâm có thâm niên công tác lâu năm rồi. Bao nhiêu năm anh ngồi trên ngọn này rồi. Bây giờ anh mới xuống được nhánh cây có một tí. Thế bây giờ nhánh cây, bây giờ anh xuống đi nhánh cây, anh nhánh cây thì phải được thưởng nhiều hơn lá. Bây giờ không có cái nhánh cây này thì cái lá như cậu thì bám ở đâu? Thế chả rơi bột xuống đất thì chết. Nghĩ xa một tí nhá. Cậu nghĩ xa một tí hiểu không? Này này, đợi tớ đã. Alo, phòng kế toán nhá. Này tôi bảo này, có tí thay đổi nhá. Cậu để thưởng thêm cho cậu Hoàng 10 quả trứng sạch. À thôi, thêm một chút nữa đi, thêm một cân gà sạch cho cậu nhé. Này tôi linh động giải quyết thêm đấy, xuống nhận. Ê, tự nhiên thành họa sĩ.